Kính chào quý vị, mời quý vị cùng theo dõi chương trình Nóng hôm nay của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình được tài trợ bởi nhãn hàng Trà Xanh Không Độ. Chương trình hôm nay, ngày 4 tháng 7 năm 2024, sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Lý do tòa án triệu tập gần 100.000 nhà đầu tư trong vụ ông Trịnh Văn Quyết. Ronaldo đối đầu Mbappe, Đức đại chiến Tây Ban Nha ở tứ kết Euro 2024. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi cùng tổ đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh, đơn vị 9 vừa tiếp xúc cử tri quận 4, quận 7, huyện Nhà Bè sau kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15. Tại buổi tiếp xúc, nhiều cử tri tiếp tục quan tâm đến vấn đề tăng lương cơ sở và tăng giá các mặt hàng thiết yếu, ảnh hưởng đời sống người dân. Trao đổi với cử tri, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi cho biết, thành phố Hồ Chí Minh đã có sự chuẩn bị, sẵn sàng ngân sách để chi trả lương mới. Theo Chủ tịch Mãi, có ý kiến rất hay khi cho rằng lương mới làm sao phải tăng được năng suất của công chức, viên chức, tức tăng lương đúng người, đúng việc. Hiện thành phố đang xây dựng đề án vị trí việc làm và tiếp tục hoàn thiện trong thời gian tới. Như PLO đã đưa tin, vào ngày 22 tháng 7 tới đây, Tòa Nhân dân thành phố Hà Nội sẽ xét xử ông Trịnh Văn Quyết và các đồng phạm về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thao túng thị trường chứng khoán, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, cố ý công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán. Tòa án cũng triệu tập hơn 30.000 nhà đầu tư mua cổ phiếu ROS của công ty Farod trong phiên chào sàn với tư cách bị hại. Ngoài ra, hơn 63.000 nhà đầu tư đang nắm giữ cổ phiếu ROS được triệu tập với tư cách người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Theo cáo buộc, ông Trịnh Văn Quyết đã chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư thông qua việc bán cổ phiếu ROS của công ty Farod. Việc xác thực sinh trắc học trên các app ngân hàng vẫn nhận được sự quan tâm của rất nhiều người dân. Không chỉ khách hàng mà chính các nhân viên ngân hàng cũng gặp khó với việc xác thực sinh trắc học trên các app ngân hàng. Đáng chú ý, theo lãnh đạo một số ngân hàng, trong giai đoạn đầu triển khai xác thực sinh trắc học, lợi dụng khách hàng gặp khó khăn trong quá trình thao tác cập nhật thông tin sinh trắc học, các đối tượng lừa đảo đã giả danh nhân viên ngân hàng để lừa đảo. Theo đó, các đối tượng này đã liên hệ với khách hàng đề nghị hỗ trợ cài đặt sinh trắc học nhằm chiếm đoạt tài sản, thông tin của khách hàng. Một số cách thức lừa đảo phổ biến đang được các đối tượng thực hiện như liên hệ với khách hàng bằng các hình thức như gọi điện thoại, nhắn tin, kết bạn qua các mạng xã hội như Zalo, Facebook để hướng dẫn thu thập thông tin sinh trắc học. Chính vì thế, các ngân hàng ra khuyến cáo để khách hàng không bị sập bẫy. Chiều ngày 3 tháng 7, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh đã công bố điểm chuẩn lớp 10 của các trường trung học phổ thông công lập trên địa bàn. Các trường top đầu đều giảm điểm chuẩn so với năm ngoái. Cụ thể, trường trung học phổ thông Nguyễn Thượng Hiền dẫn đầu điểm chuẩn vào lớp 10 với 24,25 điểm ở nguyện vọng 1. Đứng thứ hai là trường trung học phổ thông Nguyễn Thị Minh Khai, trường trung học phổ thông Trần Phú và trường trung học phổ thông Nguyễn Hữu Huân cùng lấy mức điểm là 23,25 điểm. So với năm ngoái, điểm chuẩn của cả hai trường này đều giảm. Sở Giáo dục và Đào tạo cũng cho biết, sau khi biết điểm chuẩn lớp 10, học sinh sẽ nộp hồ sơ trực tuyến bằng tài khoản cá nhân từ ngày 4 tháng 7 năm 2024 đến 17 giờ ngày 12 tháng 7 năm 2024. Trong thời gian từ ngày 17 tháng 7 năm 2024 đến ngày 31 tháng 7 năm 2024, các trường trung học phổ thông tổ chức nhận hồ sơ trực tuyến, các thí sinh đã xác nhận nhập học trực tuyến. Trong báo cáo mới phát hành, tập đoàn kim loại quý Heraeus Đức cho biết cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sẽ diễn ra trong tháng 11 tới. Nếu ông Trump thắng cử, các nhà đầu tư sẽ tích cực mua vàng, bởi vì ông Trump sẽ có nhiều thay đổi về chính sách kinh tế. Ngoài ra, các quyết định của ông Trump khó dự đoán hơn và có thể kích hoạt chiến tranh thương mại. Điều này sẽ thúc đẩy giá vàng tăng tốc vì nhà đầu tư sẽ có xu hướng đưa tiền vào vàng để phòng thủ trước các yếu tố bất định. Nhân tố thứ hai quyết định giá vàng tăng tốc nằm ở bài phát biểu của ông Jerome Powell, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ FED tại Diễn đàn Ngân hàng Trung ương ở Sintra, Bồ Đào Nha vào ngày 2 tháng 7. Theo ông Jerome Powell, lạm phát đang bắt đầu hạ nhiệt, nhưng cắt giảm lãi suất lúc này còn quá sớm vì lạm phát cần giảm một cách bền vững về mục tiêu 2% cũng như tránh rủi ro lạm phát quay trở lại. Vị chủ tịch FED cũng không xác định thời hạn cắt giảm lãi suất lần đầu tiên trong năm 2024. Trong khi đó, thị trường vẫn kỳ vọng FED cắt giảm lãi suất vào tháng 9 tới. Quý vị thân mến,
Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Điểm tin. Quý vị có những thông tin nóng, hấp dẫn, hãy gửi về chúng tôi theo địa chỉ email nóng hôm nay@phapluattp.vn. Những thông tin có hình ảnh và video chất lượng sẽ được phát trên chương trình Nóng Hôm Nay và nhận được nhuận bút hấp dẫn từ chương trình. Tiếp theo đây, mời quý vị cùng đến với chuyên mục Nhận định. Vượt đường dài mà 9 người 10 ý. Thở căng thẳng mệt mỏi, trà xanh không độ, tuyển chọn từ trà Thái Nguyên tươi, dầu vitamin C và EGCG. Rất sảng khoái. Hey, cùng xe chai để chọn hướng đi. 9 người nay cùng một ý, hãy uống trà xanh không độ mỗi ngày, không lo căng thẳng mệt mỏi, giải nhiệt cuộc sống. Thưa quý vị, Euro 2024 đã xác định được 4 cặp tứ kết giữa Đức, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Pháp, Hà Lan, Thổ Nhĩ Kỳ và Anh, Thụy Sĩ. Trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Pháp là màn tái hiện chung kết năm 2016. Đáng chú ý, trận đấu sẽ là màn so tài giữa hai siêu sao là Cristiano Ronaldo và Kylian Mbappe. Trong chuyên mục Nhận định ngày hôm nay, mời quý vị cùng gặp gỡ nhà báo bình luận viên Quang Tùng để cùng lắng nghe ông nhận định về những cặp đấu ở tứ kết Euro 2024. Vào đêm 5 tháng 7 sẽ diễn ra lượt trận đầu tiên ở vòng tứ kết Euro 2024 giữa đội tuyển Đức và đội tuyển Tây Ban Nha. Đây được xem là màn đối đầu ngang tài ngang sức khi đội tuyển Đức và Tây Ban Nha đang có phong độ cao và thể hiện bộ mặt khá thuyết phục ở thời điểm hiện tại. Theo dự đoán của ông thì ông có dự đoán như thế nào về trận đấu này và liệu sức trẻ của Lamine Yamal, Nico Williams có chiến thắng được kinh nghiệm đến từ Toni Kroos hay là Rudiger hay không ạ? Tôi nghĩ rằng đây là một cặp đấu rất là cân bằng. Đội tuyển Tây Ban Nha có thể nhìn hơn cái sự đồng đều trên tất cả các tuyến, ở khả năng kiểm soát trận đấu, kiểm soát trái bóng. Nhưng đội tuyển Đức không phải là không có những cái giải pháp gọi là tích cực, và hơn thế nữa họ là đội chủ nhà. Chơi với một đội chủ nhà trong khuôn khổ của cái giải đấu lớn như thế này thì chẳng bao giờ là một điều dễ chịu cả. Thế nên tôi nghĩ rằng là đặt hai đội lên bàn cân trước khi bước vào trận tứ kết này thì có thể hiểu là một cuộc đọ sức nó rất là cân bằng, 50-50. Đội tuyển Tây Ban Nha tất cả các vị trí ở trên mặt sân, trên tất cả các tuyến đều có những cái nhân vật rất là đáng chú ý. Trong trận đấu vòng 1/8 khi mà Croatia dẫn trước thì chúng ta vẫn cảm nhận được rằng là Tây Ban Nha sẽ giải quyết được vấn đề của mình, và thực tế là họ đã chơi một trận đấu nó đúng theo một cái kế hoạch chơi. Cho dù họ bị thủng lưới trước thì cái điều đấy nó không ảnh hưởng nhiều lắm đến cái việc mà duy trì một cái chất lượng chơi ở một tiêu chuẩn rất là cao. Họ có rất nhiều những cái mũi nhọn ở trên phía trên. Alvaro Morata chỉ là một tiền đạo đứng chốt ở giữa chứ không phải là một người có tính cơ động, mà cũng không phải là một người thường xuyên đến gần với những cơ hội. Nhưng đội tuyển Tây Ban Nha lại bù lại bởi sự cơ động của hai cầu thủ tiền đạo ở cánh, với sự trẻ trung, với tốc độ cao. Nếu như ở bên phía góc trái, Nico Williams đã tạo cho chúng ta cảm nhận được ra là cái sự xuyên phá nó nguy hiểm như thế nào, thì ở bên phía góc phải, cho dù Lamine Yamal có phần kém hơn một chút, nhưng anh ấy lại rất ổn với những đường truyền quyết định. Những chi tiết đấy nó đem đến cho chúng ta một cái cảm nhận rằng là để ngăn chặn đội tuyển Tây Ban Nha là một điều chưa bao giờ là một câu chuyện dễ dàng. Vấn đề là liệu đội tuyển Tây Ban Nha có một cái điểm yếu nào không? Chúng ta thử lấy ví dụ là cái tình huống để thua của đội tuyển Tây Ban Nha ở trận đấu gặp Croatia, một tình huống mà họ bị phản công ở góc bên trái cái vị trí của Cucurella. Ở câu lạc bộ Chelsea mùa giải vừa rồi đã có thời điểm Cucurella mắc nhiều lỗi. Cái xu hướng chơi tấn công của các hậu vệ biên nó cũng luôn luôn đem đến còn cả một vấn đề nữa ở phía sau, đó là cái khả năng bị phản công về sáu lưng của họ. Nếu như được tận dụng một cách hợp lý bởi những cầu thủ có tốc độ, có khả năng tạt bóng cũng như là đi bóng quyết đoán, thì Tây Ban Nha cũng có thể sẽ bị đe dọa. Mà ở đây ấy, thì chúng ta có thể nhận thấy rằng là đó là vị trí mà dường như huấn luyện viên Nagelsmann đã có một sự chuẩn bị từ trận đấu tại vòng 1/8, thì vị trí đó đã thuộc về Leroy Sané chứ không còn phải là Florian Wirtz nữa. Florian Wirtz trẻ trung hơn, nhiều sức sống và có nhiều những cái pha bóng mềm mại, cũng như đã trải qua một cái mùa giải rất là thành công cùng với Bayer Leverkusen. Nhưng ở một hai trận đấu gần đây thì chúng ta cảm nhận được rằng là cái sự quyết liệt của Florian Wirtz có một cái điều gì đó nó hơi trước lại, và ngay lập tức Nagelsmann thay
bằng Leroy Sané, cho dù cảm giác chơi của Leroy Sané cũng chưa phải là mức độ tốt nhất. Cái sự quyết đoán, cái sự dạn dĩ trong lối chơi của rất có thể sẽ là một cái thứ chìa khóa mà đội tuyển Đức dành để hướng tới cái vị trí đó của đội tuyển Tây Ban Nha. Ở chiều ngược lại thì bóng đá Đức vào thời điểm này đang có gì? Họ cũng có những tiền vệ hàng đầu thế giới như Toni Kroos, như Gundogan, họ cũng có Musiala, một trong những tài năng trẻ đáng xem nhất của bóng đá châu Âu thời điểm hiện tại. Và cái tính cơ động của đội tuyển Đức nó có thể được nhìn thấy ở rất nhiều những pha bóng tấn công ở hai biên, và những yếu tố đó nó có thể đem đến những cái chi tiết rất là quan trọng để giúp cho đội tuyển Đức tạo ra được một cái thế đối trọng với đội tuyển Tây Ban Nha. Đây là một trận đấu mà tôi nghĩ rằng là có thể sẽ có một thế trận mở với rất nhiều những pha bóng tấn công qua lại, và khả năng bàn thắng xuất hiện nhiều trong trận đấu này cũng là rất cao. Đội tuyển Bồ Đào Nha đụng độ với Pháp vài giờ sau đó là màn so tài đáng mong chờ giữa fan và idol, khi Kylian Mbappe sẽ chạm trán thần tượng của chính mình, đó chính là Cristiano Ronaldo. Và trận đại chiến này sẽ tái hiện trận chung kết Euro 2016, nơi mà Ronaldo và các đồng đội đã thắng Pháp 1-0 trên sân Stade de France. Ông có nhận định như thế nào về trận đấu này và cầu thủ nào sẽ tỏa sáng thưa ông? Nhắc đến cặp đấu giữa hai đội tuyển Bồ Đào Nha và Pháp thì chúng ta nhắc đến trận chung kết của Euro 2016 trên đất Pháp. Và vẫn còn những cầu thủ đã từng tham gia trận đấu đó sẽ tiếp tục chơi ở năm 2024, và đương nhiên đó là Cristiano Ronaldo. Cho dù trận chung kết tại Paris năm 2016 thì Ronaldo cũng không đá đủ trận và anh cũng không phải là người ghi bàn thắng quyết định, nhưng đó vẫn là một kỷ niệm rất là đẹp của bóng đá Bồ Đào Nha. Họ đã có được một danh hiệu, và đó là danh hiệu ở cấp độ đội tuyển rất là quan trọng trong sự nghiệp của Ronaldo. Nhưng lịch sử thì nó còn có cả những trận đấu khác nữa mà Pháp đã từng gặp Bồ Đào Nha ở trong chính khuôn khổ của Euro, và đó đều là những trận đấu ở vòng knock-out rất là đáng nhớ. Mỗi đội đều cũng có một cái lý do để nghĩ về quá khứ, để nghĩ về những thứ nó thuộc về lịch sử. Còn ở thời điểm hiện tại thì mỗi đội cũng có những vấn đề của riêng mình, và cái vấn đề chung ấy, của hai bên ấy, nó có vấn đề với những tình huống bố trí nhân sự để thực hiện những pha bóng phối hợp có tính hiệu quả cao nhất. Antoine Griezmann không thể ghi bàn dù anh đã có muôn vàn những cơ hội. Kylian Mbappe cũng mới chỉ có một bàn từ quả penalty cho dù anh đã có rất nhiều những cơ hội sút bóng, và đặc biệt là tình huống bỏ lỡ ở trận đấu gặp Ba Lan thì thực sự là rất là khó hiểu, vì đó không phải là hình ảnh mà chúng ta quen thuộc ở Kylian Mbappe. Bên phía đội tuyển Bồ Đào Nha thì Ronaldo đã đầy đủ những trận đấu đã qua của đội tuyển Bồ Đào Nha nhưng chưa thể tìm được bàn thắng trong kỳ Euro thứ 6 trong sự nghiệp. Anh ấy có thể gắn mình vào cái lối chơi của đội tuyển Bồ Đào Nha một cách có giá trị, ví dụ như tình huống mà anh truyền cho Bruno Fernandes ghi bàn. Nhưng tôi vẫn có một cái sự gọi là băn khoăn nhất định về cái tính hiệu quả thực sự của Ronaldo trong một trận đấu mang tính quyết định, ở cái việc là anh nằm trong cái hệ thống chiến thuật của Roberto Martinez có cái tầm ảnh hưởng đến đâu, nó có cái giá trị đến như thế nào. Anh vẫn là người đá chính, anh vẫn là người đem đội trưởng. Thì ngoài cái giá trị về mặt tinh thần mà anh ấy dẫn dắt các đồng đội ra, thì cái ảnh hưởng về mặt chuyên môn, ảnh hưởng thực sự về mặt chuyên môn trước những cái đối thủ lớn ấy, nó sẽ được bộc lộ bao nhiêu. Và cái điều này nó khiến cho tôi cảm giác rằng là khả năng đội tuyển Bồ Đào Nha phát huy được cái năng lực thực sự ở trên hàng công nếu như vẫn còn có Ronaldo chơi cùng các đồng đội trong đội xuất phát ấy, nó sẽ không được phát huy một cách gọi là đầy đủ nhất. Nó khiến cho tôi hình dung đến một kết quả cân bằng trong lối chơi tấn công của cả hai. Cái việc mà có nhiều bàn thắng trong trận này có thể nó sẽ không cao, sẽ ít bàn thắng. Và có thể đây lại là một trận đấu mà hai đội nhập cuộc với một cái thái độ nó có cái yếu tố dè dặt, có yếu tố chặt chẽ, yếu tố thực dụng. Rất có khả năng lại sẽ là một trận đấu kéo dài đến những loạt đá luân lưu 11 mét. Xin cảm ơn ông về những chia sẻ vừa rồi. Kính thưa quý vị, đến đây thì thời lượng dành cho chuyên mục nhận định cũng đã hết. Tiếp theo chương trình, mời quý vị cùng đến với chuyên mục ý kiến bạn đọc. Kính thưa quý vị, Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh luôn là người bạn đồng hành cùng quý bạn đọc, hỗ trợ và tư vấn giúp bạn đọc giải quyết nhiều vấn đề trong đời sống. Mỗi ngày chúng tôi đều nhận được rất nhiều thông tin phản ánh của quý bạn đọc. Trong chuyên mục ý kiến bạn đọc ngày hôm nay, xin được điểm qua một số nội dung phản ánh mới nhất mà chúng tôi vừa cập nhật.
Chúng tôi đã tiếp nhận thông tin của bạn đọc Nguyễn Sơn gọi đến đường dây tiếp nhận thông tin nóng của báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh phản ánh. Tại khu phố anh đang ở có rất nhiều người nuôi chó thả rông. Chó chạy khắp nơi, phóng uế bừa bãi trên các con đường. Người dân đi đường rất dễ dẫm đạp phân chó hoặc bị chó rượt đuổi. Người dân mong muốn chính quyền địa phương có biện pháp xử lý tình trạng chó thả rông để họ yên tâm khi di chuyển trên đường. Bên cạnh đó, chúng tôi có tiếp nhận đơn thư của bạn đọc Bùi Văn Hòa phản ánh. Khi ông đi làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì phát hiện đất bị cấp trồng ranh giới với thửa đất của một người khác nên phát sinh mâu thuẫn. Ông bị cản trở quyền đi lại, tháo hàng rào, cắt nguồn điện, chặt cây che lối đi, không cho tiếp cận căn nhà đang ở. Ông đã báo chính quyền nhiều lần nhưng người này vẫn tiếp tục cản trở quyền đi lại của ông. Khi nhận thông tin phản ánh, chúng tôi đã nhanh chóng chuyển phóng viên tìm hiểu hoặc chuyển cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết và sẽ trả lời sớm nhất cho quý bạn đọc. Quý vị thân mến, chương trình Nóng hôm nay ngày 4 tháng 7 của báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh xin phép được khép lại tại đây. Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần trên plo.vn, đồng thời được phát lại trên các kênh Facebook, YouTube của báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình được tài trợ bởi nhãn hàng Trà Xanh Không Độ. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp lại.